nữ quái giang hồ tuổi tiên mi sói cầm đầu nhóm bắt cóc cướp tài sản và tổ chức hiếp dâm tập thể khiến dư luận không khỏi bàng hoàng phẫn nộ đó là những tội ác không thể dung thứ tuy nhiên trong sâu thẳm mi sói vẫn còn phần người với nhiều cung bậc cảm xúc tội mới lớn không còn là một nữ quái giang hồ mi sói trong con mắt của bạn bè lại là một cô bé rất hiền và rất xinh luôn biết quan tâm lo lắng cho người khác chung tình với người yêu luôn mang trong mình một trái tim đa sầu đa cảm lần mò theo những tin nhắn nhẹ nhàng quan tâm lo lắng trên lóc của mi sói phóng viên đã có buổi trò chuyện thân tình với người chị hơn mi ba tuổi người đã từng nếm mật nằm gai cùng mi sói suốt một tháng ròng một tháng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để em hiểu hơn về một con người với em mi lúc nào cũng tốt biết cách quan tâm và hiền lắm. Bạn NTH đề nghị được giấu tên, sinh năm 1993, cư ngụ tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, tâm sự. Khác với hình dung về một nữ quái giang hồ ngỗ ngược tàn bạo, cầm đầu nhóm bắt cóc, cướp của hiếp dâm các cô gái, trong trái tim suy nghĩ của một ai đó thì mi sói vẫn mãi là một cô bé ngây thơ xinh xắn với nụ cười duyên dáng đáng yêu, hồn nhiên đến tội nghiệp. Hồn nhiên trong cái kiểu dặn mẹ vào thăm nhớ mang cho mi quần áo và mấy muối mít còn không quên nhắc nhở mang quần áo cũ thôi đừng mua quần áo mới hồn nhiên trong cái cách hỏi với theo các cô các chú phóng viên trước khi ra về cô chú có thấy lóc của cháu có nhiều bạn bè comment không và bao giờ cháu mới được ra khỏi tù cháu sợ lúc ấy cháu đã ngoài 20 rồi và trong cả cái lối suy nghĩ lý giải rất trẻ con khi có người hỏi về biệt danh mi sói có lẽ vì cháu hay thức đêm chó sói cũng hay thức đêm mà. Hiểu hết tội ác và hành vi tàn nhẫn của mi sói, nhưng hơn 2 giờ đồng hồ nói chuyện với Hát. Điều sâu sắc chân thành nhất mà chúng tôi nhận ra, đó là tình yêu, sự thương mến vô bờ bến mà một kẻ đã từng lan bạc, không máu mũ ruột già với mi sói dành trọn cho cô bé tuổi tin này. Mi rất chung tình, nhưng lại hay bị phụ tình. Nói về ấn tượng lần đầu tiên gặp mi sói, Hắc nói, mi lúc đó khác lắm chị ạ à. cũng ăn chơi nhưng hiền có nét gì đó rụt rè sợ sệt khi tiếp xúc với người khác mi nhận em là vợ còn em nhận mi là chồng hỏi hắt về tính cách của mi hắc chỉ cười nhiều lúc mi cũng nóng nảy nhưng nhiều lúc cũng buồn cười lắm em mà buồn chuyện gì mi hay chọc cười mặc dù biết không cười được nhưng cũng phải cố cười cho cô nàng vui có một điều mà cho tới tận bây giờ Hắc vẫn chưa thể hiểu được, đó là tại sao Mi lại chung tình, mặc dù cô bé đã rất nhiều lần thất tình, bị người yêu phụ bạc. Theo như lời của Hắc thì Mi sói yêu rất nhiều người và yêu ai cũng yêu hết lòng, luôn muốn làm tất cả những gì để có thể đem đến niềm vui cho người ấy, nhưng trớ trêu thay, Mi yêu họ bao nhiêu thì lại luôn bị người ta phụ tình tệ bạc bấy nhiêu. Hắc kể, ngày trước khi gặp Mi, Mi yêu một cậu bạn sinh năm 93 xin được giấu tên my yêu anh ta nhiều lắm lúc nào cũng chỉ khóc nhưng rồi anh ta lại yêu bạn của my trong rất nhiều cuộc tình my toàn bị người ta cướp mất người yêu bị người yêu bỏ rơi trong đợt bị bắt giam vừa rồi điều mà my đau đớn nhất khi bị bắt tạm giam là sự phản bội của người yêu my đau khổ và chết lặng khi biết người yêu của mình khai nhận với cơ quan điều tra hắn đã trực tiếp hiếp dâm một trong số ba nạn nhân chúng bắt cóc được và ngay cả khi hỏi mi về hành vi này của Long, mi vẫn một mực bên vực bao biện cho người ấy rằng vì là trưởng nhóm không thể không làm cho anh em noi theo. Đã hơn một lần mặc cảm với những gì mà mình đang có. mi sói đã viết những lời gan ruột trên lóc để xin lỗi một tình yêu. Ở đó có những tuổi hờn trách móc, có những phút giây tự ti khép mình quằn quại trong tuổi hổ xót xa. Xin lỗi anh, em chẳng có gì chẳng xứng cho anh phải để tâm và nghĩ ngợi yêu thương và suy nghĩ về em xin lỗi anh nhé vì em vô giá trị trong mắt anh xin lỗi anh vì em là một đứa con gái chả đáng để anh bận lòng đánh nhau để bảo vệ bạn em quen mi qua một người bạn lần đó bố mẹ em bỏ nhau em dạt nhà quen mi trong một quán nét ở khu bách khoa sau đó hai chị em ghiền nét thường xuyên ngủ qua đêm luôn tại quán. Hát bắt đầu kể về cái lần đầu tiên quen mi sói là như vậy. Nhắc về những kỷ niệm những ngày sống cùng mi sói nơi quán nét, Hát không khỏi bùi ngùi xúc động. Những ngày nhạt nhà, thực sự là bọn em không có tiền. Như vừa chợt nhận ra cái suy nghĩ liên tưởng trong đầu chúng tôi, Hát vội vàng xua tay khẳng định. Nhưng mi chưa bao giờ bắt em phải làm cái chuyện đấy chị ạ. À. Những ngày lang thang, không một xu dính túi, Đối mặt với việc không có tiền, nhiều hôm bọn trẻ ghiền nét, đánh game thâu đêm mà không một miếng cơm vào bụng. Tuy vậy, mi chưa khi nào để em phải nhịn đói. mi thường mượn tiền của mấy anh em thân thiết để lo cơm từng bữa cho hai đứa. Trong con mắt của Hắc, mi luôn là một người hết lòng vì người yêu, sẵn sàng xả thân vì bạn hữu và đặc biệt luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho những người bạn cùng cảnh ngộ với mình. Ngoài những giờ mãi miết ở quán net, hai đứa thường lang thang đi bộ cũng là kẻ dạt nhà cùng cảnh ngộ và kém hát ba tuổi nhưng mi sói lúc nào cũng ra điệu người lớn khi khuyên răng hát quay trở về nhà sống tụ hợp với gia đình mi luôn khuyên em làm những điều tốt ngay cả lần bọn em đánh nhau em xích bị đánh vì một cái nhìn đểu em lại bị hen khi mấy đứa kia định xông vào đánh mi rất sợ em bị làm sao nên đã lao ra bảo vệ em hát cho biết ngay cả đám con trai, ai cũng rất quý mến My bởi My luôn tôn trọng tất cả mọi người, không phân bì cao thấp, sang hèn, trên dưới. Có lẽ vì vậy mà mặc dù là con gái, nhưng My lại có thể cầm đầu cả một đội hình gồm 7 chàng trai. Và phải chăng, cũng bởi vì My là một đứa con gái nghĩa hiệp, nên chỉ cần một tiếng hô là cả bọn răm rắp nghe theo. Khi ta không có gì để mất, cũng giống như bao cô gái mới lớn khác My cũng là người thích điệu đà Diêm dúa Thích soi mình vào gương Và làm dáng trước ống kính Nhưng chỉ khác một điều Ở My luôn thường trực ham muốn Đó là được chết Bạn bè My nói chưa bao giờ nhìn thấy My hạnh phúc Dù chỉ là nhỏ nhoi Hay bất chợt Rất ít khi nhìn thấy cô bé cười Có chăng chỉ là nụ cười giả tạo Nụ cười mà theo như hắc nói Chỉ là đệm cho nỗi buồn Nỗi đau và nỗi cô đơn thôi. Trong các buổi tụ tập hay kết bạn, Mi Sói cũng không đã động nhắc tới gia đình. Hơn một tháng ở cùng Mi cho tới bây giờ, nhà Mi Sói ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, bố mẹ ra sao, Hắc cũng không hề biết. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hắc và Mi không phải là những buổi shopping vào phố hay la cà các quán cà phê như bao đứa trẻ khác, điều in sâu đậm nhất trong tâm trí của Hắc lại là hình ảnh hai đứa con gái rủ nhau lên cầu nổi thanh nhàn và quyết định nhảy cầu tự tử. Khi đứng trên vên trên cầu, chỉ khoảnh khắc nữa thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, bọn em lại không dám nhảy nữa. Hai đứa chỉ biết đứng ôm nhau khóc. Cái mong muốn được chết dường như luôn thường trực trong suy nghĩ của My. Lóc của My cũng đầy rẫy những lời ta tháng thảm thiết. Giờ đây, ta muốn chết, ta muốn chết. Cho tao chết một lúc nhé my thích đi tự tử lắm lúc nào cũng nói với em vợ ơi chồng muốn chết h chia sẻ có người nói đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh đừng đổ tội cho người khác nhưng phải thừa nhận một điều rằng có đặt mình vào chỗ chết người ta mới hiểu đôi khi họ phải đánh đổi mọi thứ để được sống dù có thể cách sống đó không phải như một con người khi nghe tin my sói bị bắt với hành vi cầm đầu nhóm bắt cóc cướp của và cả tổ chức hiếp dâm tập thể, các cô gái trẻ. Hát cảm thấy xót xa, đau đớn và hơn hết là rất bất ngờ. Hắc kể trước khi mi bị bắt, có lần Hát gặp mi trên mạng, hai người chat với nhau. mi bảo, mi đã đi làm rồi, ngoan ngoãn rồi. mi bảo là làm ăn đàng hoàng, chân chính rồi. Lúc đó em mừng lắm. Ai ngờ. Nói đến đây, giọng Hát như nghẹn lại lỗi có lẽ cũng không phải hoàn toàn do mi mi làm như vậy cũng có nguyên do của mình chỉ vì cô đơn quá tuổi thân quá buồn nhiều khóc nhiều không có hạnh phúc nên mi mới như thế ngập ngừng một lát hắt lại tiếp lời cũng có thể do mi út ức quá làm liều cũng có thể vì ghen tị người ta được hạnh phúc được quan tâm yêu thương còn mình thì chỉ có một mình thấy trống trải và thiệt thòi Ai ở trong hoàn cảnh của Mi mới có thể hiểu được. Khi ta chẳng có một cái gì trong tay và cũng không có gì để mất. Trước khi kết thúc buổi trò chuyện, H không quên nhắc nhở chúng tôi, nếu được vào thăm thì hãy cho H đi cùng. Nếu không thì hãy gửi dùm lời nhắn tới Mi rằng, lúc em trở về, chị sẽ cho em thấy cái cuộc sống này nó vô vị nhưng nhiều lúc lại có vị. Đắng cay mặn ngọt là do mình hạnh phúc cũng là do mình tạo dựng nên. Hãy thay đổi và về với vợ. Vợ sẽ chia sẻ một nửa hạnh phúc cho chồng. Hắn còn dặn dò thêm, hãy nói với mi rằng, mọi thứ nếu có thể bắt đầu lại. Chị cũng đã từng đi dạt như em, nhưng khi nào em trở về, chị sẽ cho em thấy đứa bé đang mang trong bụng chị. Chị sẽ không để xảy một lần nữa đâu. Liệu niềm hạnh phúc của một người đồng cảnh ngộ sắp được làm mẹ đã có một mái ấm gia đình và sự chào đón của một người chị không máu mủ ruột già, có thể là hứa hẹn cho một khởi đầu tốt đẹp. Một con đường mới sẽ mở ra sau khi Mi trở về. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.